Vâng, như tiêu đề video là Apple đã chính thức thông báo mở cửa hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên thì đây là cửa hàng gì và liệu thì cái lợi ích đem về chúng ta là gì? iPhone 14 Pro Max chuẩn bị giá chỉ còn 20 củ. What? Bán chính hãng tại Việt Nam à? Nhưng mà đừng có mừng vội, xem video này mới biết là mở cửa hàng Việt Nam để làm cái gì nhá. Rồi, như các bạn đã biết là trước đây khi mà mua sản phẩm tại Việt Nam thì tất cả đều là chính hãng. Tuy nhiên là Apple đã có cửa hàng online tại Lazada hay Shopee thì đều là official. Và các bạn thấy như ở Việt Nam thì hàng chính hãng thì mua qua các đại lý từ Thế Giới Động, Supernet hoặc là Mobile vân vân thì đều có. Tất cả đều là chính hãng thôi, chứ không phải là hàng gọi là sách tay gì đó, cũng là câu chuyện đã có trên thị trường rồi. Thế nhưng cái mấu chốt là tại sao Apple lại phải mở thêm Apple Store ở Việt Nam nhưng lần này là mở online trước vào ngày 18 tháng 5. Cụ thể các bạn sẽ hiểu như sau. Số 1 là nó sẽ đem lại cho chúng ta cái dịch vụ mà các cửa hàng không cung cấp được, như các bạn thể custom sản phẩm, như là những cái tai nghe AirPods ở bên ngoài hộp các bạn muốn xăm cái hình gì, hay là kể cả những chiếc điện thoại, hay là những cái chiếc laptop các bạn muốn thêm những cái chữ nào khắc vào, thì chúng ta sẽ có những cái dịch vụ như thế này chẳng hạn, vì ở bên nước ngoài đã có rồi. Số 2 là giúp các bạn có thể mua được những cái phiên bản tùy biến về cấu hình theo mong muốn. Các bạn hình dung ở Việt Nam, đại lý ủy quyền như 7-Eleven họ có hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc là đại lý luôn. Nhưng mà họ cũng chỉ bán những cái sản phẩm mà gọi là họ nhập về theo số lượng giới hạn. Nhưng mà với cái website của Apple, các bạn có thể lên đây chọn phiên bản cấu hình như là những cái chiếc MacBook, những cái chiếc Mac Mini tùy theo mong muốn của mọi người, sau đó nó sẽ ship về chúng ta, bao gồm những cái phiên bản Mac Option mà thường các đại lý Việt Nam không có mặn mà nhập lắm bởi vì nó quá là đắt mà rất nhiều người phải mua thông qua đường ship tay. Thì số 3 là chúng ta sẽ còn nhận được những cái lời khuyên, những cái sự tư vấn mua từ chính những cái người hỗ trợ của Apple và nói bằng tiếng Việt. Chứ còn nếu như trước đây chúng ta mua thì chúng ta thường phải lên xem review như này hay là đến cửa hàng tư vấn từ các em nhân viên xinh tươi. Tuy nhiên với Apple Store thì bây giờ khi online các bạn thì tư vấn trực tiếp luôn. Và ngoài ra mình còn thấy như mọi người sẽ có những cái sản phẩm phụ kiện và rất nhiều những cái món khác mà có thể là không mua một cách dễ dàng. Rất nhiều người như dây đeo Apple Watch hoặc là những phụ kiện khác ấy lại không mua ở cửa hàng được bởi vì kiểu đại lý họ ngại nhập mấy phụ kiện này vì sợ ế, không dám nhập nhiều. Thì với cái website này đại khái là các bạn sẽ mua tất cả những gì thoải mái nhất. Nhưng mấu chốt giá nó có rẻ hơn không? Đó là sẽ không rẻ hơn, thậm chí lại còn giá cao. Như các bạn đã thấy được vừa rồi, sau khi iPhone 14 giảm giá rất mạnh, mình có thể check này. Tại 7-Eleven, con iPhone 14 Pro Max đang là 26.430.000. Đây là đại lý ủy quyền chính thức của Apple và có cả trung tâm bảo hành được ủy quyền của Apple luôn. Nên bạn mua ở đây thì sẽ có đầy đủ lineup của iPhone. Như iPhone 14 của chúng ta thì chỉ rơi vào tầm khoảng 19 triệu này. iPhone 14 Pro là 24.790.000. Đó, đều là sản phẩm chính hãng rồi. Tuy nhiên thì sản phẩm chính hãng này sẽ rẻ hơn của Apple. Tại vì sao? Thứ nhất là Apple xem cái việc mà mở cái cửa hàng online hay kể cả sau này là offline thì nó là một cách để đem lại những cái dịch vụ như mình nói ở đầu mà các cửa hàng không cung cấp được. Chứ còn về sản phẩm thì họ sẽ không có nhiệm vụ là phải cạnh tranh về giá vì cái họ đang cung cấp là cái trải nghiệm cho các bạn. Còn cái việc mà cái số lượng hàng bán ra để đẩy nhiều thì đã có các cửa hàng lo rồi. Và các bạn phải hiểu là cái việc mà doanh thu từ online bây giờ chỉ chiếm đâu đó chỉ tầm 15-20% đối với các cửa hàng đại lý bán lẻ như 7-Eleven có chia sẻ. Tức nghĩa là kể cả Apple có xuất hiện tại Việt Nam mở bán online thì nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái doanh thu của các cửa hàng được. Đang nói là online này là bao gồm nhiều cái chứ không phải là online, đây là phụ thuộc vào mỗi sản phẩm của Apple nha các bạn. Bên cạnh đấy các cửa hàng thì lại được chủ động cạnh tranh về giá. Và những cái đợt đạp giá vừa rồi ấy lại đến từ các cái cửa hàng chuỗi lớn chứ không phải các cái chuỗi mà nhỏ hơn. Bởi vậy nên có thể nói rằng nếu mà đối thủ của Apple Store mà đặc biệt với cửa hàng online thì thực sự ra mà nói mình nghĩ là sẽ không phải để nhằm cạnh tranh với các cửa hàng bán lẻ Việt Nam mà để cung cấp dịch vụ. Và tất nhiên câu hỏi cuối cùng là có Apple Store offline không? Câu hỏi là có, chắc chắn có. Và chúng ta đang gần đến cái ngày đó lắm rồi. Theo mình nghĩ thì tầm khoảng là 1 cho đến 2 năm nữa thôi là chúng ta sẽ có Apple Store offline tại Việt Nam. Và mình sẽ có một số thông tin sẽ cập nhật rất thú vị cho các bạn vào tuần sau, vào ngày 18 tháng 5. Có người bảo là sẽ lấy vị trí của EDG, tức nghĩa là ngay cái chỗ bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Có người thì bảo rằng là ở cái chỗ chợ Bến Thành, cái khu sau khi giải tỏa xong có tòa nhà Tướng Tinh mới xây thì mình nghĩ có thể là ta sẽ chờ đợi xem. Nhưng mà Apple Store làm thì cửa hàng sẽ thiên về thời trang và đẹp hơn, nhưng không phải là để chỉ bán như này đâu.